Xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Và rất vui lại gặp được mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser của DK. Và ngày hôm nay thì cũng như mọi ngày, chúng tôi đã tiếp đón rất là nhiều những vị khách hàng đến để xóa sửa lông mày, xóa xăm lông mày này, xóa môi, xóa mí. Và ngày hôm nay thì chuyên gia của chúng tôi cũng đang chuẩn bị thực hiện một ca laser mày cho chị Liên. Và xin mời máy quay chúng ta hãy quay sát hơn một chút xíu nữa nhé, để chúng ta có thể trò chuyện cùng chị Liên ạ. Dạ em chào chị Liên. Vâng ạ, chị Liên ơi, thì không biết là lông mày này của chị Liên đã làm được bao nhiêu lâu rồi chị Liên? Chị làm được hơn 3 năm. Hơn 3 năm ạ. Và không biết lý do vì sao mà chị Liên lại muốn xóa lông mày này của mình đi hả chị? Chị nó đậm với lại nó hơi trổ xanh đấy. Dạ vâng. Dạ vâng, để phân tích kỹ hơn về chị tình trạng của chị Liên thì em xin mời chuyên gia bắt đầu phân tích được không ạ? Tình trạng hiện tại của bạn thì do bạn đã làm lông mày 2-3 lần rồi, các gốc mực chồng lên nhau chứ không chưa từng xử lý qua laser. Thế cho nên là cái gốc mực của bạn ấy nó bị trổ xanh lên trên bề mặt này. Da của bạn Liên thì khá là mỏng. Dạ vâng. Chị Giang ơi, chị có thể phân tích kỹ hơn một chút xíu nữa về cái khi mà chồng mực lên ấy, thì nó như nào không ạ? Tức là những cái gốc mực chồng lên nhau ấy. Các gốc mực chồng lên nhau thì với cái tình trạng da mỏng ấy thì mực nó khá là dày và sâu. Nhiều các lớp tạp chất cộng với nhau thì nó tạo thành những cái màu sắc và nó sẽ hơi khó xử lý so với cả cái gốc mực mà mình chỉ làm một lần thôi. Và chắc hẳn thì với những cái gốc mực khó như thế này thì cái công nghệ siêu laser Picomark ở tại DK cũng sẽ xử lý rất là hiệu quả phải không chị? Và bây giờ thì để xem hiệu quả như thế nào thì chúng ta hãy cùng quan sát cái quá trình mà chuyên gia của chúng tôi thực hiện laser cho chị Liên nhé. Laser Picomark thì là một trong những cái công nghệ mà rất là hiện đại và vượt trội cùng nhiều tính năng, ví dụ như là khử mực đỏ này, mực xanh, mực màu tattoo lâu năm và đặc biệt là những cái gốc mực bị chồng chéo lên nhau, cũng không làm khó được cái dòng máy laser Picomark này. Và đặc biệt thì tay nghề kỹ thuật của chuyên gia của DK thì mọi người cũng thấy đấy, thì chuyên gia của chúng tôi thì thực hiện rất là nhanh và để đảm bảo là từng cái xung điện laser sẽ phải phù hợp với từng loại da thì trước tiên đó thì chuyên gia của chúng tôi cũng đã phải kiểm tra cái tình trạng da của khách hàng rồi. Và như mọi người thấy đấy, thì chưa đầy 30 giây thì chuyên gia của chúng tôi cũng đã thực hiện xong laser một bên lông mày cho chị Liên rồi. Thì chị Liên ơi, thì không biết là trong quá trình laser vừa xong ấy thì chị thấy nào ạ? Nó hơi châm chích đúng không chị? Dạ vâng, thì chị cứ yên tâm chị nhá. Vì là như chị cũng vừa soi gương đấy, thì cái quá trình laser ở tại DK thì nó không hề gây bong chóc hay là không khiến cho da của mình bị tổn thương, và đặc biệt là không bị cháy trụi lông mày ạ. Và sợi lông cũng hoàn toàn và không bị để lại sẹo hay là cũng không hề có cái dấu hiệu nào khác. Và hiện tại thì DK đang có rất là nhiều những cái chương trình hấp dẫn đang được áp dụng dành cho tất cả những chị em chúng ta có nhu cầu. Vậy nếu như các chị em chúng ta mà có những cái tình trạng lông mày hỏng này, lông mày lỗi hoặc chồng chéo nhiều lớp mực lên nhau như chị Liên đây, thì chúng ta hãy gửi ngay tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được ưu đãi tại DK mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay, và chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin chào.